là lợi hơn. Lúc này chúng ta có thể thấy lượng cung đầu BB đang là 2 tơn, 8 con cung. Còn Tiến Nhiệm Vũ cũng chỉ có 1 tơn thủ đây thôi. 2 con cung lọt vào trong của BB vẫn đang sống. BB vẫn đang điều cung cực kỳ dẻo. Và bây giờ thì có thêm sự xuất hiện của game thủ chim sẻ đây rồi. Đóng lắp. Vâng, đóng lắp quan tài nhà của Tiến Nhiệm Vũ thôi. Tình huống này bằng mọi giá chúng ta phải đẩy bay được nhà của game thủ Tiến Nhiệm Vũ. Một bài đấu đi dâng A cần phải đẩy bay nhà.